cùng chào đón những đấu trường nhan sắc, tài năng và bản lĩnh của PNG đã quay trở lại với một phiên bản vô cùng ấn tượng. Sự đối đầu của các thủ lĩnh chiến binh PNG qua những bàn tranh tài đầy kịch tính, tất cả sẽ có trong chương trình Cặp đôi bất bại 2018. Chương trình được diễn ra xuyên suốt chuỗi ngày hội văn hóa trên toàn quốc. Tổng giá trị giải thưởng tới 100 triệu đồng. Hấp dẫn, gây cứng, quyết liệt. Hãy chờ đón, cổ vũ và cùng dự đoán xem cặp đôi thủ lĩnh nào sẽ đăng quang quân vị cao nhất. Cặp đôi bất bại, quan trọng là thần thái.